Chào các bạn đến với kênh Lăng Kính Công Nghệ, mình là Kính Cận, trên tay mình là chiếc Redmi 5 LED. Trong video đánh giá chi tiết, mình cũng đã chia sẻ nhanh về hiệu năng chơi game trên chiếc Redmi 5 LED. Trong video này, mình sẽ chia sẻ trải nghiệm với nhiều tựa game, từ nhẹ đến những tựa game đồ họa cao. Liệu Redmi 5 LED có thể chơi mượt hay không nhé? Trong máy mình đã cài sẵn rất nhiều tựa game để test chi tiết. Chiếc Redmi 5 LED mình trên tay với cấu hình trang bị đó là chip xử lý Snapdragon 625, RAM là 3GB và bộ nhớ trong của máy là 32GB. Một trong những tựa game mình hay chơi mở đầu là chém trái cây. Đây chỉ là một tựa game nhẹ nhưng khi chơi các bạn sẽ cảm nhận được cái độ mượt khi mà chúng ta chạm tay trên màn hình. Với một số máy giá rẻ thì khi các bạn chạm phần màn hình các bạn sẽ cảm thấy hơi rít nhẹ. Còn với những máy tầm trung hay cao cấp bạn sẽ cảm nhận được cái độ mượt rất là thích tai. Cảm giác khi mình vuốt thực tế trên màn hình của chiếc Redmi 5 LED là khá mượt. Tuy kích thước màn hình lên đến 5.99 inch, tuy nhiên cầm trên tay khá gọn. Đặc biệt với màn hình độ phân giải Full HD cộng trên Redmi 5 LED cho màu sắc hiển thị đẹp, màu sắc tươi cho bạn cảm giác trải nghiệm chơi game rất thích. Nhất là những game đồ họa đẹp thì phần màu sắc rất sinh động. Điều mình bất ngờ nhất là chơi game trong thời gian dài nhưng máy chỉ ấm lên, không có hiện tượng tỏa nhiệt quá nóng khi chơi game. Sẽ có một số ứng dụng chưa tối ưu cho màn hình tỷ lệ 18:9, như tựa game Liên Quân Mobile lúc đầu mình chơi thì chưa hỗ trợ full màn hình, nên khi chơi các bạn sẽ thấy hai phần đen hai bên màn hình. Nhưng khá nhanh ứng dụng đã cập nhật lên full màn hình cho người chơi trải nghiệm thú vị hơn. Sắp tới với việc có nhiều điện thoại trang bị màn hình tỷ lệ 18:9 thì các ứng dụng sẽ còn được tối ưu nhiều hơn nữa.
Over. You heard him. Come on. Vậy là các bạn có thể thấy chiếc Redmi 5 Plus chiến tốt các tựa game từ nhẹ đến những tựa game đồ họa cao rất mượt và ổn định. Các bạn đã dùng qua Redmi 5 Plus có đánh giá thế nào? Hãy để lại bình luận chia sẻ bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên like, share để chia sẻ cùng bạn bè. Và đăng ký kênh Lăng Kính Công Nghệ để theo dõi thêm nhiều video chia sẻ thú vị sắp tới nhé. You. All bad.